Chào mừng tất cả các bạn trở lại với chương trình Talk với Dr. Dung. Thì hôm nay chúng tôi có một chủ đề khá đặc biệt là tế bào gốc, cuộc cách mạng trong điều trị bệnh. Thì tại sao nó có cái chủ đề này? Thì thời gian qua thì có một số cái bài báo nói về cái trường hợp mà một số bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 rất là nặng mà ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc người ta trị liệu bằng phương pháp tế bào gốc thì bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Đây là một số cái hiện tượng mà đôi khi y học chúng ta chưa giải thích được. Tuy một hiện tượng thì chúng ta không thể nói đây là một cái công trình nghiên cứu hay một cái gì là áp dụng hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao tế bào gốc có những cái điều kỳ diệu vậy. Thì hiện tại thì cái mùa này thật ra là một cái năm 2020 đến giờ là một cái đại dịch toàn cầu, chưa bao giờ chúng ta gặp một đại dịch lớn như vậy là về virus corona hay gọi là Covid-19 mà tổ chức y tế thế giới đã gọi. Thì hiện tại cái bệnh này nó lan vẫn gần 200 nước và tỷ lệ nhiễm và tử vong khá là cao. Trung Quốc hơn 80.000 nhiễm và tỷ lệ tử vong trên 3.000. Và hiện tại châu Âu là một đất nước, một khu vực mà bị nhiễm rất nặng, đặc biệt là Ý, nhiễm gần 60.000, tử vong hơn 6.000, tỷ lệ gần gấp đôi của Trung Quốc rồi. Và hiện tại các nước đều bị nhiễm rất nặng, và hiện tại các nước dẫn đầu như là Mỹ nè, Ý nè, Tây Ban Nha nè, Đức nè, đó, Trung Quốc và châu Á chúng ta cũng đang có rất nhiều nước. Và Việt Nam chúng ta thì tình rằng nó khả quan hơn. Chúng ta có một cái chương trình chống dịch ngay từ đầu Tết, sau Tết rất là tuyệt vời. Tuy nhiên hiện tại thì cái tình trạng càng ngày phức tạp hơn. Chúng ta biết trước đó là chỉ có 16 ca và sau từ 87 là một đợt bùng phát. Và tôi nghĩ trong những ngày sắp tới thì số ca sẽ tăng lên. Nhưng mà chúng ta hy vọng là chúng ta có một cái chương trình chống dịch cũng như tất cả mọi người tuân lệnh theo những cái quy định của nhà nước, của ngành cơ quan y tế thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn. Thì Covid thì cái cơ chế về nó là virus thì tác động vào đa cơ quan, nhưng tác động đầu tiên và ảnh hưởng nhiều nhất của nó là phổi. Nó tấn công trực tiếp vào phổi, gây viêm phổi, tổn thương phổi. Và chúng ta biết cái phổi là chức năng chính gì? Là thở. Nếu chúng ta tổn thương phổi mức độ nhẹ thì chúng ta có thể tự thở được, nhưng mà tổn thương nặng thì chúng ta sẽ tử vong. Nhưng những người mà lớn tuổi thì mức độ sẽ tổn thương nghiêm trọng hơn. Và những triệu chứng của nó là giống như một bệnh cúm bình thường. Đó, chúng ta sốt, chúng ta ho, khó thở. Khó thở là khi nào chúng ta tổn thương về cơ quan, về phổi chúng ta, về khí quản chúng ta. Đó, thì cái nguồn lây thì người ta vẫn chưa biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, nhưng bây giờ xác định là virus Covid-19 là gây trực tiếp từ người sang người. Đó, cho nên đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta vẫn phòng ngừa được. Đó. Đây, cái tấn công của virus Covid-19 trực tiếp vào phổi làm tổn thương phổi và gây ra hiện tượng khó thở và nặng, chúng ta có thể tử vong. Vì phổi là cái cơ quan để chúng ta hít thở. Xây dựng về nó, trở về một số bài báo nói về tại sao một số hiện tượng là người khi chúng ta dùng tế bào gốc thì một số trường hợp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. Một tờ báo Tuổi Trẻ đã nói bệnh nhân nguy kịch vì Covid sau 4 ngày điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc tại Trung Quốc thì cái người này được phục hồi hoàn toàn, trên báo Tuổi Trẻ. Hoặc là một cái tờ báo của chính phủ cũng nói những tín hiệu mới trong điều trị về Covid với ứng dụng là stem cell, là tế bào gốc. Chúng tôi xin nhắc lại từ đầu, đây là một số hiện tượng người ta đang tìm tòi và ta ứng dụng thực tế mà nó gây ra một cái hiện tượng rất lạ là tại sao nó tác dụng tốt như vậy. Thì cái này cũng như đang trong quá trình nghiên cứu và tiếp tục. Thì chúng ta quay lại hiện tượng là như vậy, cơ chế nào mà tế bào gốc có thể tác dụng trong điều trị về Covid-19? Thì hiện tại người ta đang đặt giả thuyết thứ nhất, một cơ chế đầu tiên của tế bào gốc khi chúng ta truyền trực tiếp vào trong cơ thể hoặc là chúng ta đưa qua đường phổi là cơ chế ức chế viêm. Tại vì trong tế bào gốc có nhiều nguồn lắm, từ tủy xương, từ mỡ, từ tế bào trung mô, đặc biệt là cung rốn. Trong đó tế bào gốc từ cung rốn của em bé là một tế bào có cái mức độ là ức chế miễn dịch, ức chế viêm rất là tốt. Như vậy cơ chế đầu tiên người ta giải thích là sao? Chúng ta đưa trực tiếp tế bào gốc vào trong cơ thể thì vùng viêm thì chính tế bào gốc sẽ tạo ra một phản ứng là ngăn chặn quá trình viêm. Mà chúng ta, các phổi ta đang bị tấn công bởi virus Covid-19, tức là trong phổi đang viêm toàn bộ.
thì tế phổi bị tổn thương. Như vậy chính tế bào gốc này nó sẽ ngăn chặn quá trình viêm, tức là cơ chế ức chế viêm là chế đầu tiên. Thứ hai, một trong những cái yếu tố, một trong những cái mà chức năng chính của tế bào gốc nữa là quá trình tăng sinh, tăng trưởng. Sau khi cái tế bào gốc làm cho quá trình viêm giảm ra ổn định thì các tế bào phổi bị tổn thương, bị chết đi thì được thay thế bằng một tế bào khác, tức là tăng sinh, tăng trưởng mở lại. Giống như chúng ta lớn lên, chúng ta bị già đi, chúng ta bị bệnh tật, chúng ta tổn thương thì các tế bào chết, thì tế bào mới nó sẽ tăng sinh rồi. Một số tế bào mới có thể tăng sinh lại, một số tế bào mới không tăng sinh lại, thì ta đưa tế bào stem cell, tức là tế bào gốc đó, nó sẽ tăng sinh lại. Như vậy hơn hai cơ chế chính, một là ức chế viêm, hai là tăng trưởng, tăng sinh, nó làm cho cái tổn thương cơ quan nó phục hồi. Như vậy đây là hai cái chính người ta đang giải thuyết. Như vậy ngoài cái chuyện này thì những cái công trình nào, những cái bệnh lý nào và tế bào gốc đã chứng minh rằng điều trị hiệu quả đó, chúng ta đây hiện tượng chúng ta biết rất nhiều người khi lớn tuổi chúng ta có hiện tượng là thoái hóa khớp, tổn thương khớp, cái sụn khớp mình nó bị hư đi, nó tiêu đi, là quá trình bình thường xảy ra người lớn tuổi. Thì tế bào gốc khi điều trị chích trực tiếp vào khớp là một trong những cái phương pháp điều trị rất hiệu quả ở khớp gối, khớp cổ tay, cái khớp mà tổn thương do quá trình lão hóa. Và cái này đã được các cơ quan Bộ Y tế Việt Nam cũng như các nước thế giới là công nhận là tế bào gốc rất điều trị tốt trong điều trị việc thoái hóa khớp. Đây chúng ta thấy một số trường hợp mà các bác sĩ ở Mỹ khi mà tôi học thì người ta điều trị, tư vấn điều trị trực tiếp cho một số người về khớp. Chúng ta thường thường trên 50 tuổi là quá trình thoái hóa khớp đã diễn ra rồi, thực ra ba mấy 40 đã diễn thoái hóa rồi. Tuy nhiên càng lớn tuổi, đặc biệt những người mà béo phì, những người cân nặng, những người mà chơi thể thao mà cái sức chịu tì trên đầu gối quá nhiều thì đa phần nó tổn thương về khớp. Thì chúng ta thấy ngoài điều trị về khớp thì tế bào gốc cũng chứng minh được là trong những điều trị mà hóa đầu, hóa tóc, chúng ta sẽ chích tế bào gốc. Tuy nhiên không phải chích tế bào gốc không vô là tóc mọc liền. Bên cạnh đó chúng ta có một số dẫn chất, một cái chất nó kích hoạt cái vấn đề tóc sẽ mọc lên. Tiếp nữa chúng ta sẽ qua một trường hợp đó. Đây trường hợp này là tế bào gốc trong điều trị trẻ hóa, đúng không sao? Tức là chúng ta biết rằng chúng ta lớn lên thường thường khoảng 40 tuổi đấy, thì cái quá trình lão hóa đã suy giảm rất nhiều rồi. Thì khoảng 40 tuổi thì lượng tế bào gốc trong cơ thể chúng ta, lượng tế bào sẽ suy giảm khoảng 40%. Như vậy đó là quá trình lão hóa tự nhiên. Như vậy tế bào gốc, cái chức năng chính của nó là tăng trưởng, tăng sinh. Như vậy một trong liệu pháp điều trị trẻ hóa là tế bào gốc là đã chứng minh rất hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Trường hợp này tôi cũng có một cái may mắn là gặp các giáo sư người Mỹ thì cũng truyền cho tôi một cái liệu trình về trẻ hóa bằng tế bào gốc bằng stem cell. Thì khi truyền vào xong thì mình cảm giác được một vài tuần vài tháng mình phát được da dẻ mình hồng hào, giấc ngủ tốt hơn và cái vẻ mình khỏe hơn, ít bị cảm hơn đó. Đây trường hợp mình là người trải nghiệm. Tiếp nữa đây là một số trường hợp mà chúng tôi đã điều trị và kết hợp điều trình cái ức chế cái liều. Đây là một cái trường hợp khác là chúng ta tiêm truyền để tăng cường miễn dịch cũng như liệu trình tế bào gốc để người ta trẻ hóa đó. Tiếp đó đây khi chúng ta điều trị trẻ hóa, tế bào gốc điều trị trực tiếp vào cơ thể để trẻ hóa toàn thân. Tuy nhiên ở người phụ nữ có tuổi, da mình sạm, da mình bị rỗ, da mình không được mịn màng thì tiêm trẻ hóa bằng tế bào gốc trực tiếp vào vùng mặt là một trong những phương pháp cực kỳ hiệu quả. Đây chúng ta thấy một cô diễn viên rất là nổi tiếng Cẩm Liên thì trên khoảng 40 tuổi rồi, quá trình lão hóa xảy ra thì chúng ta điều trị bằng tế bào gốc để cho gương mặt mình càng ngày trẻ hóa hơn đó. Tương tự chúng ta thấy những cái rãnh này chúng ta sẽ điều trị bằng tế bào gốc đó. Tương tự vậy đó, thì thực ra thì thời lượng mà dành cho chương trình Talk Zoom thì không nhiều, nhưng mà chủ đề về tế bào gốc này rất nhiều câu hỏi thì chúng tôi thì không thể có thời gian để giải thích được. Tuy nhiên đây là một chủ đề rất là mới, đây là một số cái chủ đề mới và một số công trình người ta đang thử nghiệm lâm sàng. Cho nên ứng dụng về tế bào gốc thì có một số bệnh lý đã trị trị hoàn toàn rất là hiệu quả và được các khoa học cũng như một số cơ quan pháp lý và nhà nước được chấp nhận. Tuy nhiên một số công trình trong quá trình nghiên cứu thì chúng ta là người cập nhật, update thông tin để cho một người theo dõi thêm, chứ không phải là chúng ta đưa ra một cái liệu trình điều trị trong một bệnh lý nào đó. Thì thời lượng dành cho chương trình Talk Zoom đã hết. Thì một người rất là cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Nếu quý vị muốn xem trực tiếp chương trình thì hãy xem vào quý vị có thể xem trực tiếp chương trình vào lúc 19:30 trên kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ Chepview Hàn Quốc, kênh Facebook của Bệnh viện Thẩm mỹ Chepview vào lúc 19:30 thứ tư hàng tuần. Hoặc là các bạn nếu muốn tư vấn trực tiếp về các
chương trình về dịch vụ sức khỏe làm đẹp thì sẽ đến trực tiếp qua bệnh viện thẩm mỹ Chevview tại số 50 Tôn Đức Tùng, hoặc liên hệ số điện thoại tổng đài 0968681111. Bây giờ xin hẹn gặp lại.